Chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách pha một ly mojito quyệt quất. Cách làm như sau: gồm có quyệt quất, mứt, siro mojito, nước chanh, soda, rau húng lủi. Rồi, đầu tiên mình sẽ cho 10ml nước chanh. Rồi, 20ml siro mojito. Rồi, tiếp tục mình sẽ cho 30ml quyệt quất. Rồi, mình sẽ đổ trực tiếp vào ly. Mình sẽ cho một cục đá. Rồi, mình sẽ tớp soda. Rồi, tiếp tục mình sẽ cho rau húng lủi. Các bạn nhớ cho rau húng lủi trước khi cho là các bạn phải đập nát để cho cái vị thanh nha. Rồi, mình sẽ cho một cây khuấy, kèm thêm một cái ống hút. Rồi, mình sẽ cho một lát chanh trang trí. Rồi, đây là sản phẩm của mình. Chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào buổi học tiếp theo.